Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu ở đây là lô 15 của mấy câu Nhật Bãi. Và hôm nay mình có size là chủ yếu là size từ 2000 cho đến là 7000 nha các bạn. Và giá báo trong video này là chưa bao gồm phí ship, ship có toàn quốc bên mình là vẫn là 30000 một đơn. Kiểm tra nhận hàng thanh toán. Ở đây mình có con này là con số 1. Con này là con dòng này là dòng Ryobi nha các bạn. Đây. Rớt tem là con này là con Ryobi RX200. Size cổ của nó là cổ carbon. Thân kim loại. Mobin đầu. Con này đổ tay trái phải được nha. Mobin đầu. Lưỡi gà của nó là khỏe. Size tướng của nó đây. Con này cước số 4 là vào được 130m, số 3 là vào được 200m, size tướng là size 3000. Mobin sống. Đổ tay trái phải được. Ngoại hình tổng thể như thế này. Con này thì tróc tem mạc thôi, ngoại hình thì màu sơn còn khá là sáng. Độ bóng con này mới tầm 75%, hàng Ryobi Nhật. Đây, cái dây băng nha. Máy này thì quay rất là nhẹ. Dòng này thì radio quá nhỏ, nhưng mà máy quay rất là nhẹ và chắc máy nha các bạn. Ngoại hình như này. Gạt cước của nó là sáng, gạt cước của nó là bằng sứ đá đen. Con này là con số 1, con số 1 này có giá là 280.000. Nặng là 330g, số 1 giá 280. Tiếp theo là con số 2. Số 2 ở đây mình có là một con Shimano, dòng Shimano FT1000 Pacific Sport. Rato của nó là 3.4, con này size tưởng nó là size 4000. Cố carbon, thân kim loại, mô pin động. Con này thì bị tuột lưỡi gà nha các bạn, tuột lưỡi gà, mô pin sống. Đổ tay trái phải được, gạt cước nó là sáng. Ngoại hình tổng thể như thế này. Ở bên này thì bị tróc một cái tem. Hàng Shimano Nhật. Máy thì quay rất là nhẹ. Quay rất là nhẹ mượt, ngoại hình tổng thể như thế này. Con này là con máy số 2. Size 4000 hàng Shimano, nặng là 400g. Con này có giá là 320.000. Tiếp theo là con số 3. Số 3 ở đây mình có là một con máy hàng Cora xuất Nhật. Đây, tên của nó các bạn. Platinum. Con này tên của nó là hãng Platinum, size 4000. Cước số 5 vào được 200m này. Số 5 là vào được 200m. Có phanh ABS nha các bạn. Phanh ABS, hai bạc đạn. Con này thì bạc đạn hơi xào. Cổ kim loại, thân carbon. Nguyên 6, khóa số. Nguyên 6, con này đổ tay trái phải được nha. Gạt cước thì còn rất là sáng. Đây, con này thì có khuyết điểm là cái bạc đạn nó như rất là xào. Nó bị xào bạc đạn nha các bạn. Phanh ABS. Nói chung thì máy hoạt động thì nó hơi xào bạc đạn các bạn. Còn máy hoạt động rất là ok. Con này thì quay rất là nhiều. Có phanh ABS nha, hai bạc đạn. Ngoại hình tổng thể như này. Hàng này là hàng Cora xuất Nhật nha. Máy in Cora này. Con này thì mình xào bạc đạn bán rẻ nha các bạn. Con này là con số 10. Con này là con số 3 các bạn. Size 4000. Con này nặng là 380g. Nặng 380g. Con này là con số 3, con số 3 này giá là 130.000, tay quay cán gỗ nha. Đây, ngoại hình như thế này. Số 3 giá là 130.000. Tiếp theo là con số 4. Số 4 ở đây mình có là một con Shimano, con này là Shimano US2. Hàng Shimano Nhật. Cổ là kim loại, máy full kim loại nha. Cổ là được mạ chống gỉ sét nha các bạn. Đây là cước số 5 là vào được 210m, số 6 là vào được 160m. Size tướng của nó là tầm 4.500 đến 5.000, mô pin động. Đổ tay trái phải được. Gạt cước của nó là sáng. Hàng Shimano Nhật, ngoại hình tổng thể như thế này. Con này độ mở của nó mới tầm 75%, trầy xước rất là ít. Đổ tay trái phải được. Máy quay thì rất là nhẹ.
Con này thì nó có khuyết điểm ngay cái trục tay quay các bạn. Đây, trục tay quay thì nó có cái tiết kêu như thế này, nhưng mà máy quay thì cực kỳ nhẹ nha. Ngoại hình tổng thể đi, trầy xước nhẹ thôi. Con này là con máy số 4. Con số 4 này size 4,5 nghìn, nặng là 420 gram. Con số 4 này có giá là 350 nghìn. Tiếp theo là con số 5. Số 5 ở đây mình có là một con máy đời cao của Shimano. Con này là con Shimano Ultera. Đây, Shimano, dòng Shimano Ultera nha, Ultera GT 3000. Con này thì có hai chế độ. Máy đời cao của Shimano, cổ của nó là cổ kim loại, thân carbon, tay quay cán gỗ. Khóa số nha, thôi dạng khóa số. Một viên sóng đổi tay trái phải được. Gạt cứu của nó là bằng sứa đá đen, hàng Shimano Nhật. Con này thì máy nó quay rất là nhẹ. Con này thì ngoại hình nó hơi xấu các bạn. Con này thì ngoại hình nó có trầy xước rất là nhiều như thế này. Máy thì hoạt động rất là ok, hàng Shimano đời cao nha. Con này là con số 5, con số 5 này có giá là 370 nghìn, nặng là 350 gram. Tiếp theo là con số 6. Số 6 đây mình có là một con Daiwa. Con này là Daiwa Spinter ST1000B. Con này máy này là full kim loại, mô binh sóng, đổi tay trái phải được. Con này thì cước còn khá là sáng, cước này thì có thể xài được nha các bạn. Cước số 6 vào được 150m, số 5 là vào được 180m, size tương ứng size 5000. Hàng đang qua nhập. Đây, gạt cước như này. Ngoại hình tổng thể có trầy xước như này. Size 5000, mô binh sóng, đổi tay trái phải được. Con này thì quay nhẹ nha các bạn, quay rất là nhẹ. Ngoại hình tổng thể như thế này. Có trầy xước như thế này. Độ mới con này mới tầm 70-75%, con này mới tầm 75. Nặng là 420 gram, con này là con số 6. Con số 6 này có giá là 400 nghìn. Tiếp theo là con số 7. Số 7 đây mình có là một con Shimano. Con này là con Shimano Aerocast 3000. Con này là cổ carbon, thân của nó là thân nhôm, mô pin chết nha. Con này không xả mô pin được nha các bạn. Không xả mô pin được, mô pin chết. Đổi tay trái phải được. Rito là 3.6. Cước số 5 260m. Con này size tướng của nó là size 6000. Dòng này là chuyên dùng cho khách nào câu canh lóc, hoặc là mình câu gờn, câu rạng nha các bạn. Máy quay rất là nhẹ. Đây, ngoại hình đi, con máy này còn khá là mới. Máy còn khá là mới, độ mới con máy này mới tầm 75-80%, trầy xước ít. Gần như là cũng không có trầy xước gì máy nha. Còn rất là sáng máy. Hàng Shimano Nhật. Nặng là 440 gram, con này là con số 7. Số 7 này giá là 350 nghìn. Tiếp theo là máy số 8. Số 8 ở đây mình có là một con Olympic. Con này tên của nó là dòng Olympic Silverlight 900. Máy này là full kim loại, mô binh sóng, đổi tay trái phải được. Con này cước số 5 125m, số 4 là vào được 160m, size tương ứng là size tầm 4000. Đây, gạt cước này. Gạt cước còn khá là sáng. Ngoại hình thì có trầy tróc sơn như thế này. Độ mới máy này mới tầm, con này mới tầm 70%. Hàng là hàng Olympic Nhật. Đây, có trầy xước như thế này nha. Con này thì gặp tay quay của nó như thế này nha bạn. Đây,
Đây là gập tay quay của nó như thế này. Thì các bạn mở ra, các bạn bấm ra là sẽ xuống bình thường nha. Gập tay quay như vậy nha. Con này thì gập tay quay nó lạ nên là mình phải dặn trước. Nhiều khi là các bạn sẽ bị lỗi, nhưng mà không phải bị lỗi nha. Win 6, đổi tay trái phải được. Máy thì quay rất là chắc khỏe. Quay rất là nhẹ. Ngoại hình tổng thể như thế này. Có đây là con máy số 8. Con máy số 8 này nặng là 200. Mình nhầm, con này là nặng 360g. Số 8 này giá là 280.000. Số 9. Số 9 ở đây mình có là con Olympic cổ. Con này thì các bạn mua về sưu tầm hoặc là về câu. Nói chung là khách nào mới tập câu, mua câu chơi thì được. Tại vì con này size thường không có tầm size 4.000. Cố carbon. Mô bên 6, đổi tay trái phải được. Đây, gạt cứng như thế này. Con này thì quay nhẹ, mà khuyết điểm của nó là ở trục tay quay nha các bạn. Trục tay quay thì nó có tiếng kêu cọc cọc. Con này thì quay rất là nhẹ. Đổi tay trái phải được nha. Đây, ở trục tay quay nó có tiếng kêu như này. Con này thì con số 9 mình bán giá 150.000 thôi. Số 9 giá 150.000, size 4.000. Nặng là 340g. Thế là con số 10. Số 10 ở đây mình có là một con máy mua pin chết. Con này tên của nó là Rocket ST 800. Sắp dòng này là mua pin cuối nông, mua pin chết nha. Mô hình chết thì cố nó dặn vặn như thế này các bạn. Nó có cái trục như thế này. Trục của nó là dặn như thế này. Thì nó có ở trong đây, nó có cái khớp dùng để vặn. Con này thì mô hình chết không đổi tay được. Dòng này thì cũng dùng cho khách nào câu rạn, câu gờn nha. Hoặc là câu cá lóc. Cố khá là lớn. Con này size thì cũng tương đương với một con máy size 10.000. Cước thì vào khá là ít, con này cước số 4 là vào được 140m, số 3 là vào được 200m. Dòng cuối nông nha các bạn. Ngoại hình tổng thể như thế này. Máy này thì quay rất là khỏe. Đây gạt cước. Ngoại hình tổng thể như thế này. Con này nặng là 560g. Con này là con số 10. Con số 10 này có giá là 220.000. Tiếp theo là con số 11. 11 ở đây mình có là một con Shimano. Con này là con Shimano Navi 4.000. Cổ kim loại, thân carbon. Khóa của nó dạng khóa số nha các bạn. Mô bên đầu, đổi tay trái phải được. Cước số 5 là vào được 110m. Số 4 là vào được 150m, size 4.000. Mô bên 6, đổi tay trái phải được. Dòng đời cao của Shimano. Hàng này là hàng Shimano Nhật nha. Ngoại hình tổng thể như thế này. Size 4.000. Hãy gạt cước rất là sáng này. Máy quay rất là nhẹ. Ngoại hình tổng thể như này, con này thì ngoại hình hơi trầy xước nha. Có trầy xước như này. Con này là con máy số 11. Con số 11 này có giá là 370.000, nặng là 350g, 11 giá 370. Tiếp theo là con số 12. 12 đây mình có là một con Daiwa. Con này là con Daiwa Long Cut, dòng Daiwa Long Cut.
Con này size tương ứng của nó là cước số 2 là vào được 150m, size tương ứng của nó là size 2000. Máy này là full carbon. Ô bin sóng. Đổi tay trái phải được, gạt cước còn sáng như này. Con này thì gạt cước không được nhạy lắm nha các bạn. Đổi tay trái phải được. Con này thì lúc đề ba quay đề ba thì cảm giác nó hơi nặng nha các bạn. Quay đề ba nặng nhưng mà quay vào thì máy vào vòng cua của nó rồi thì máy quay khá là nhẹ. Lúc đề ba thì quay hơi nặng nha, còn vào vòng tua thì máy quay khá là nhẹ. Ngoại hình tổng thể như thế này, có trầy xước ở đây, tên của nó này Daiwa ST700 Roadster, hàng Daiwa Nhật. Con này là con số 12, nặng là 210g, giá là 250.000. Tiếp theo là con số 13 đây mình có là một con Olympic Golden Spark. Dòng này là dòng Golden Cup, cố được mạ chống nghỉ xét, hai bậc đạn, máy cạo khá là khỏe, hàng Olympic Nhật nha. Size tường cũng là size tầm 7-8.000. Ô bin sóng, đổi tay trái phải được, gạt cứu khá là sáng. Hàng này thì chuyên dành cho khách nào câu biển, câu cá lớn, câu cá tra, câu lục nha. Ngoại hình thì có tróc sơn trầy xước như này. Size 7-8.000, ô bin sóng, máy quay rất là khỏe. Dòng này câu kéo rất là khỏe, chuyên đánh biển nữa mà. Đây là máy kéo rất là khỏe. Con này thì có hơi tiếng, có xào bạc đạn nhẹ, quay rất là nhẹ mực. Ngoại hình tổng thể như thế này, có trầy xước ở phần lưng này, cối. Nặng là 600g, con này là con số 13. 13 này có giá là 470.000. Tiếp theo là con cuối, con 14 ở đây mình có là con Ryobi Sinos. Dòng Sinos thì máy quay rất là nhẹ. Máy này là full carbon. Moving sóng. Đổi tay trái phải được. Tên của nó là Ryobi Sinos SS700ZMT. Con này thì cước số đây, cước số 2 là vào được 100m, số 3 65m, size tương ứng size 1000. Con này thì dùng cho khách nào câu cần ISO, cần tay trở máy, hoặc là câu lua, câu cá nhỏ. Một bên sóng, đổi tay trái phải được, máy thì quay rất là nhẹ, quay cực kỳ nhẹ luôn nha. Con này thì ngoại hình hơi xấu các bạn, ngoại hình có trầy xước như này. Con này là con số 14, con số 14 này nặng là 240g, 14 này có giá là 300.000, 14 giá 300. Con cuối cùng là con số 15. 15 ở đây mình có là con Ryobi RX700 nha. RX3000. Máy này là cố kim loại, thân của nó là thân nhôm. Cái ốp này là ốp carbon này. Ở bên này thì bị tróc một cái miếng tem carbon như vậy rồi. Hàng này là hàng Ryobi Nhật. Size tướng là size 4000. Mobile 6, đổi tay trái phải được, máy ngoại hình còn khá là sáng, gạt cước bằng sứ da đen. Ngoại hình tổng thể như thế này, đây ngoại hình tổng thể như thế này. Con này thì ngoại hình trầy xước ít, chỉ bị mất cái một cái tem bên đây thôi các bạn. Máy quay rất là nhẹ. Con này thì quay cực kỳ nhẹ luôn nha. Size 4000, ngoại hình tổng thể. Nặng là 330g. Con này sống nha, nặng 330g. Con này là con cuối cùng, số 15. 15 giá là 340.000. 340.000 nha các bạn. Thì mình đã giới thiệu qua tất cả là 15 con máy. Thì các bạn lấy con nào comment dưới video.
hoặc gọi điện trực tiếp cho shop qua số 0903 154 991. Cảm ơn, xin chào tất cả các bạn.